Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị một số loại cây ha anh chị. Cây đầu tiên là cây kim quýt. Đó, cây này sống khỏe thường chậu, nhổ chậu ra nha anh chị. Đó. À, dưới bông giấy nè, củ bự nè, khế tàu. Giới thiệu sơ ha. À, mai chiếu thủy. Đó, để đẹp đẹp ha. Ngâu, hoa lài và bông kép ha, bông rất là chùm rất là đẹp ha. Có cây khế và bông giấy nè anh chị ơi. Này đủ loại nghe cô chú anh chị. Cây đầu tiên là mã số 11. Cây kim quýt. Đó, tròn tàn tròn ẩm. Này thường chậu mới nhổ chậu ra ha. Cái này tại bưa hơi cái gốc hơi cao lên nên hên đế nó hơi yếu chút ha. Nhưng mà anh chị coi nè. Quả trời cũ luôn. Rồi em đo hoành eo hoành cũ rồi. Được. Hoành thăng là 17. Hoành thăng 17. Hoành cũ 44. Hoành cũ 44. Cây cao cho cầm mét rưỡi chị ơi, mét rưỡi tàn ngang. Cái tàn ngang là 1m02. Tàn ngang 1m02. Đường kính bầu 37. Đường kính bầu 37. Rồi cây mã số 11 nghe cô chú anh chị, cây này cực kỳ đẹp nha. Đó. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là để cho cô chú anh chị là 3 triệu ha. Bao ship cho mình luôn. Cây này rất là đẹp ha. 3 triệu. Em bao ship luôn nghe cô chú anh chị. Này cây này phải đóng khung cho cô chú anh chị, khung cái sơ sơ cho anh chị rồi. Này không đóng khung không được rồi. Đó, rất là đẹp ha. 3 triệu em bao ship. Đế đẹp, tàn thân là điều gan anh chị. Trái là dày hết trơn nha. Nè. Quá trời trái luôn nè. Cây kim quýt nha. Rồi tiếp theo, đây là cây giấy Mỹ nghe cô chú anh chị. Mã số 12. Cây giấy Mỹ. Ồ, cái cây này là nằm nguyên trong cái chậu ha. Cái đế nó còn dưới này nữa nghe anh chị. Mà chưa bư hết đó. Đó, một củ luôn nè. Đế dưới này luôn nè nghe anh chị nè. Cộng đế còn nè. Nằm dưới này nè. Rồi em đâu có hành thăng đây. Rồi còn củ rồi. Hoành thăng 23. Hoành thăng 23. Cũng nguyên cái củ bự này luôn nha. Em đo nguyên củ bự luôn nghe anh chị. Hoành củ dưới này là 93. Hoành củ bự này nguyên là 93 luôn nè. Nằm trong cái chậu, đập cái chậu bỏ đó. Chiều cao. Chiều cao 1m15. Chiều cao 1m15. Đường kính bầu 35. Đường kính bầu 35. Cây này gắt quái ha. Rồi 1.900.000 anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn ha. Mã số 12. Rồi tiếp theo, mã số 13. Rồi cây này là cây khế tàu nghe anh chị. Đó, cây này sống khỏe thường chậu luôn nè, có trái anh chị xem luôn ha. Trái nó mọc kinh thăng nghe anh chị. Cây này rất là quái nha. Hoành 35. Chiều cao 47. Đường kính bầu 46. Mã số 13. Ghi lên cây cũng được. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị là 900.000 thôi, để rẻ luôn. 900.000 bao ship luôn chị ơi. Rồi tiếp theo là cây mai chiếu thủy. Nu da xanh lá lớn nè, nu cục nè. Nu da xanh lá lớn nha anh chị. À, cây ra quái lắm nha. Đế đều luôn á. Hoành 30. Hoành 30. Chiều cao 60. Chiều cao 60. Đường kính bầu 45. Nu da xanh lá lớn. Đế khá đẹp ha. Mã số 14. Rồi cây này giao luôn chị 600 ngàn thôi. Bao ship luôn. Cụ đế rất là đẹp. 600 ngàn. Rồi tiếp theo. Mã số 15. Cụ đế cũng rất là đẹp ha chị. Già vậy lắm già. Đường kính bầu 41. Bông. Nu da xanh lá lớn. Có cành bay. Mã số 15. Rồi cây này giao lưu với anh chị là 700 ngàn chị. Bao ship tặng nhà luôn nha. Rồi tiếp theo đây là cây ngâu bông vàng nha anh chị. Đó, ngâu bông vàng. Mã số 16. Mã số 16. Mấy cái này em báo anh chị luôn ha. Thấy cái nhánh gì để gì ha, nữa em ốp vô mấy cái nhánh này nè. Mấy nhánh nhỏ nè, nó có gãy anh chị thông cảm nha. Em giữ mấy cái cốt này cho anh chị ha, giữ mấy cái cốt. Mà còn mấy cái nhánh nhỏ nè, như cái này nè. Đó, nó gãy anh chị thông cảm nha. Tại vì đâu ốp giấy vô đâu giữ mấy cái nhỏ là được. Dễ đâm chồi mới lại thôi. Tại cây này nó cũng thuần mô rồi nè. Đó, củ đế lại xù luôn nè anh chị. Nên coi coi củ đế xù luôn nè.
Đó, chị nào thích bonsai thì cắt lùm bonsai, cái củ này cũng rất là đẹp ha. Hai thân này liền nhau nha anh chị. Đó, củ quá trời củ luôn. Đo thử nguyên củ được coi. Nguyên cái củ 60. Nguyên củ 60 cái thân này. Hoành thân chỗ này là 40. Hoành thân nó 40. Chiều cao cây này chắc cầm 1m8 anh chị. Đường kính bầu 46. Mấy cái cốt bự em giữ lại nha anh chị, còn mấy cốt nhỏ 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 nữa em cắt tỉa bớt nha. Báo chị luôn. Chủ yếu là giữ cái cốt thân ha. Mã số. Mã số 16. Mã số 16. Củ rất là đẹp luôn đó chị ơi. Rồi cái này để anh chị 1.900.000 thôi, bao ship luôn ha. Thấy vậy củ đẹp lắm nha anh chị, 1.900.000 nha, củ xù luôn. Rồi tiếp theo là cây hoa lài nha anh chị. Hoa lài bông kép nha. Bông nó nhiều cánh á, rất là đẹp. Không có bông mà mới tàn rồi. Hoa lài bông kép. Mã số 17. Mã số 17. Cây sống khỏe thường chậu ha. Này nữa ốp vô mấy cái nhánh mà nhỏ nhỏ nó có hơi gãy, anh chị thông cảm nha. Cây sống khỏe hết anh chị yên tâm. Hoành chỗ này là 31. Hoành 31. Chiều cao 66. Chiều cao 66. Đường bầu 40. Ồ, củ này rất là đẹp nha anh chị. Hoa lài nữa này, cái này anh chị là dài về dần sơ sơ được hết nè. Nên em gán đóng chừa mấy cái nhánh cho chị ha. Cũng có dập dột số nhánh chị thông cảm nha. Này em báo trước luôn. Đó, chị nào đồng ý thì em gửi ha. Rồi cái này giao lưu anh chị là 1.500.000 nha, bao ship tặng nhà luôn. Hoa lài bông kép bông to đẹp nha anh chị. Bông to bự ha. Này có mặt bông rồi. Rồi tiếp theo là cây nhãn nha anh chị. Đó. Cây nhãn này sống khỏe luôn nha. Nè, mũ trong cái chậu luôn nè. Đó. Cây nhãn mini. Ồ, cây này anh chị về vô dây chơi được ha. Rồi đủ hoành luôn nha. Mã số 18. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao 24. Chiều cao 24. Đường kính bầu 25. Đường kính bầu 25. Cây nhãn nha anh chị. Mã số 18. Mã số 18. Rồi cây này giao lưu với anh chị là 750.000 anh chị, bao ship tặng nhà luôn, cây nhãn ha. Rồi tiếp theo. Mã số 19. Mã số 19. À, sọc vàng anh chị, mã số 19, cây phát tài sọc vàng. Củ đế cũng khá đẹp nha. Hoành củ 44. Hoành củ 44. Hoành thân 32. Hoành thân 32. Chiều cao 69. Chiều cao 69. Đường kính bầu 31. Đường kính bầu 31, mã số 19. Mã số 19. Rồi cái này để hữu nghị 450.000 thôi, bao ship luôn, phát tài sọc vàng nha anh chị. Rồi tiếp theo là cây hoa giấy sát pháo nha anh chị. Cây này thủ rất là đẹp. Mã số 20. Mã số 20. Này cây bữa này chơi bonsai đẹp nha anh chị. Hoành là 44. Hoành, tổng hoành chỗ này là 44 nha. Chiều cao 46. Chiều cao 46. Đường kính bầu 37. Mã số 20. Rồi cây này 1.700.000 thôi anh chị, bao ship tặng nhà luôn, 1.700.000. Rồi tiếp theo. Mã số 21. Này cũng sát pháo nha anh chị. Đó. Này nữa em ủ sữa dừa lại cho anh chị ha. Khi gửi mình ủ sữa dừa lại cho mình. Cái này là bị cái thèo chỗ này thôi. Đó, chứ cái này là mặt cắt cũ ngày xưa đó. Hoành 35. Hoành 35. Chiều cao 76. Chiều cao 76. Rồi cái này hữu nghị 650.000 thôi, để rẻ luôn chị ơi. Mã số 21. Mã số 21 650.000. Rồi tiếp theo. Mã số 22. Cái này người ta bán, người ta nói là cây đỏ cam nè chị, mà thấy giống giống nè. Nè. Màu đỏ đỏ cam cam á. Đó, em cũng chưa thấy mặt bông ha, người ta lại đem lại bán, người ta nói vậy đó. Thì em báo vậy luôn. Chớ cây này thì không phải sắc pháo à. Nhìn cái làn da với cái lá là em biết ha. Này người ta nói đỏ cam, không biết có chắc chắn là đỏ cam không ha. Thì em có báo anh chị vậy đó. Được anh chị đồng ý thì được mua ha anh chị. Cây này cũng trong cái chậu nè. Nè còn cũng đế cái này luôn ha. Ồ nãy em quên xịt ra nữa anh chị ơi. Là nó nguyên củ đế dưới này nha anh chị. Ha, nó nguyên củ đế dưới này là giống như cây hồi nãy đầu á, là chưa có khử đất ra nè. Đó, tại nguyên trong cái chậu đập ra luôn. Rồi, đâu hoành luôn em. Hoành 28. Hoành 28. Chiều cao 43. Chiều cao 43. Đường kính bầu 36. Mã số 22. Rồi cây này giao luôn chị 700.000 chưa, bao ship tặng nhà. Mã số 22. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái cây lệ kỳ ma nghe cô chú anh chị. Em xin kính chào cô chú anh chị, hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là Lê Kima Kima Thái.
like share cho nó lên cái kênh để ủng hộ em ạ. Cây đầu tiên là mã số 440. Mấy cây này nhỏ cây nhưng mà nó có trái hết nha anh chị. À, nó đã có trái lúc mình chưa có cắt nha. Đó. Rồi, vành. Mấy này cô chú anh chị thì mình ủ lại rồi mình đâm trò mình thả trồng nha. Nhớ tới cái trẻ thường xuyên. Rồi hoành nó 21. Chiều cao nó là 53. Đường kính màu 33. Cái da của nó vậy nha anh chị. Nó muốn kéo sẹo luôn nè anh chị. Đó, mình về mình cắt lại cái mình thay keo lại. Mã số. Rồi mã số 440. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị là 1,2 triệu bao ship tặng nhà luôn anh chị. Mini rất là đẹp ha. Rồi tiếp theo 441. Mấy này cũ nở không anh chị? Nằm xuống bay nè. Hồi mình dựng lên cái đó đợt chủ hay này xuống bay xuống này rất là đẹp anh chị. Cái này mấy cái đầu đen đen là em tha keo ha. Em mấy nha. 441. Có kéo sẹo luôn nè anh chị. Mình về mình cắt dưới đáy bầu cho hót nước rồi mình cái dễ vô nha anh chị. Rồi cây này hoành nó 24. Chiều dài của cái thân là 40. Đường kính bầu là 33. Đó, 441. Rồi cái này hữu nghị 1 triệu thôi chị. Bao ship tặng nhà luôn. 441. 442. 442. Hoành nó 21. Chiều dài của nó là 65. Đường kính bầu 36. Rồi 442. Cây này thì giao lưu với cô chú anh chị là rồi để quý anh chị 1 triệu luôn. Để rẻ luôn chị. 1 triệu luôn. Bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. 1 triệu bao ship toàn quốc luôn. Lâu lâu em có lô này nha. 444. 444. Cốt cảnh đẹp luôn chị. 3 con số 4. Đi tay này sành ra lá rất là đẹp ha, vô chậu mấy cây này mini vừa chơi luôn. Hoành 21. Chiều cao 75. Đường kính bầu 34. Mấy cây này chủ yếu là rễ trụ nha chị, nó không có rễ tơ nhiều đâu anh chị ơi, chừng nữa trồng về mới ra rễ tơ ha. Mấy rễ trụ này thôi nha chị. Này là em bứng nguyên bầu nhiều đất của nó luôn ha. Mã số. Mã số này 444. Rồi cái này giao luôn anh chị 1 triệu 2 thôi, bao ship tặng nhà cho mình luôn nha chị. 1,2 triệu. 446. Đẹp nha anh chị. Đẹp nha, cộng đế nè. Có mấy cái rễ trụ. Chủ yếu rễ của nó vậy đó. Nên anh chị mình trồng này về nhớ tới cái rễ nào đâm chồi cao đi rồi mình trồng là ok ha. Mã 446. Hoành 24. Hoành 24. Cao 60. Cao 60. Đường kính bầu 32. Đường kính bầu 32. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1,2 triệu luôn chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn. 446. 447. Mini. Mini gọi là mini. Chi tay nè. Hoành 23. Chiều cao 45. Đường kính bầu 34. Rồi 447. Đẹp ha. Lô này đẹp thôi. Rồi cái này cho luôn chị 1,2 triệu luôn, bao ship tặng nhà luôn. 447. 448. 448 bộ mấy cây cũng xuống hết rồi anh chị. Lâu lâu mới bước được lô nhỏ nhỏ như vậy ha. 448. Này tôi chặt chúng mà nó sắp về nó mau, nó dễ liền á. Cộng đánh dập qua đây nè chị coi nè. Ghế quá ha. Hoành 17,5. Chiều cao 64. Đường kính bầu 29. Rồi 448. Rồi cái này giao luôn chị là 750 vậy. Bao ship tặng nhà luôn. Để hữu nghị cho mình luôn á. Cái này nhỏ như vậy làm bên sau đẹp ha. 449. 449. Bay luôn.
chủ yếu rễ của nó trụ ha, 4-5 cọng thôi. Đây. Hoành 23,5. Chiều dài của cành bay là 85. Chiều dài cành bay 85. Rồi đường kính bầu 34. Mã số 449. 449. Dán bài luôn ha anh chị. Đây, Kim Ma Thái. Rồi cái này 1 triệu thôi anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Mấy này có trái hết rồi nha anh chị. Này sai trái. 450. 450. Đây, đồ này anh chị, nó nhỏ cây nhưng mà cái quá trời cũ luôn. Hoành 21. Hoành 21. Chiều cao 49. Chiều cao 49. Đường kính bầu 33. Đường kính bầu 33, 450. Đó, phụ đế quá đẹp. Rồi cái này giao luôn chị là 1.100.000 thôi chị, để rẻ luôn. Bao ship luôn. 451. 451. Cây này cũng đẹp lắm anh chị. Quá cái cũ. Da nó xù ra cái hỏi kiện. Rồi tiếp theo. Rồi mã số 451. 451. Cái này có sẹo như vậy. Dạ. Chặt trúng á. Rồi, cái hoành. Hoành 22. Hoành 22. Chiều cao 33. Chiều cao 33. Đường kính bầu 33. Củ này cũng đẹp lắm anh chị. Rồi cái này để anh chị 1 triệu luôn chị, bao ship tặng nhà luôn ha. Rồi mã 451. 451. 452. Rồi đâu rồi. Cây này nó cao, nó dài. Nó quay xa em vậy nha anh chị. Nên anh chị nó thích ngắn thì chắc là hoành 23. Củ này cũng đẹp lắm anh chị. Hoành 23, chiều cao 1m03. Đường kính bầu 39. 452. Rồi cái này giao lưu anh chị là 1.100.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Củ cũng đẹp lắm anh chị. 453. 45. Cái đó 453 thôi. Cái này 452. Cái đó tới 453. 453. Này vẫn bay anh chị. Đó. Cái này nó quấn ăn rồi. Hoành 22. Hoành 22. Chiều cao 85. Đường kính bầu 40. Rồi 453. Cái này cũng đẹp lắm anh chị. Quay kỹ cái đấy nè anh chị coi cũng đấy nó đậm. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị là 1.200.000 luôn chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. 454. 454. Cái này là Kim Ma Thái nha anh chị. Rồi, đó hoành luôn. Hoành 27. 27 hoành. Chiều cao 78. Đường kính bầu 37. Rồi, 454. Cái này để rẻ anh chị 800.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. 454. Rồi, tiếp theo 455. Này cốt cành đẹp luôn anh chị. Rồi, đó hoành luôn. Rồi 455. Cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000 đó, bao ship tặng nhà. Rồi tiếp theo 456. Nên cây này tại vì có mấy cọng đế nó ở trên nhổng trên này không nghe anh chị, nhổng trên này đó, do đó cái bầu nó hơi yếu nè. Cây thì còn cái sai báo vậy hả, nhưng mà cái bầu là bầu ghim của mình luôn ha, không có đắp riết gì cho nghe anh chị đó. Tại cái này nó nằm đế trên này nhiều nè, do đó cái loại này nó nằm đế ở bên phần trên nó không ăn sâu dưới đất. Rồi cái này nó không có đế dưới này nên nó cái chỗ này nó hơi yếu nè. Có sao em báo vậy ha. Mã số 456 để ghé anh chị chơi luôn ha, về mình ủ lại ha anh chị. Hoành 26,5. Này chú chị ủ cát là dễ sống lắm nghe anh chị. Chiều cao 71. Ủ chăm cát à. Đường kính bầu 41. Mã số 456. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1.100.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Cây rất đẹp ha. 396.
Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Mã 396 nè, nó thay lá mới rất là tốt luôn ha. Trung nu nó nu cục nữa nghe chị nè. Đó, còn lá chung ha. Hoành 15, chiều cao 20, tàn là 32. 396. Rồi để gửi anh chị 350 đây, bao ship luôn. Còn mấy cây để gửi anh chị chơi ha. 397. Ừ. Hoa rất là đẹp. Trung nu nó nu nghe chị, nu cục nè, thân nè. Cốt cành chi tay đầy đủ đó, hết á. Có cái sẹo kéo hết trơn à. Em lo sát dưới đây 17. Chiều cao 20. Tàn 31. Rồi 350.000 bao ship luôn chị ơi. Mã 397. Rồi 398. Nu cục. 16 hoành. Em lo sát dưới nha. Chiều cao 21, tàn đó là 31. Rồi cũng 350.000 thôi, bao ship tặng nhà 398. Cho mình luôn. 399. Rồi mã 399. Nu à, quá trờn này đi. Cục ha. Trung nu. Trung nu nghe chị, lá chung. Hoành 15, chiều cao 19, tàn 29. Mấy chiếc thủy hoa thơm nha anh chị. Trời điện thoại. Mã số 399. Rồi cây này cũng 350.000. Rồi lên. Rồi 401 nha anh chị. 401 ha. Nè anh chị nhìn cái thằng này cao, anh chị thấy nó gõ mấy cái nu đó nè anh chị. Ha, trung nu á. Hoành 12. Chiều cao 30. Tàn 35. Rồi cũng 350.000 thôi, bao ship cho mình luôn. Rồi tiếp hoa nhài nha anh chị, hoa nhài úp trà ha. Có hoa đây nè. Ủ vô chậu luôn rồi ha. Này ủ chị. Hai chậu thôi. Nè anh chị hoa nè, rất là sai hoa luôn á, nhỏ mới đâm đọt xíu rồi nghe hoa. Nhài này thì nó lâu lớn nên nó dễ bị sẹo nha anh chị nè, sẹo mà sẹo sành nha ha. Em đo cái đi một cái thân to nha. 13 hoành thân to. Chiều cao tới mặt bầu là 22. Cái chậu là 23. Sẹo ha. Mấy cái này dễ sẹo lắm chị. Rồi cái này hữu nghị chị 400.000 thôi, rồi, bao ship luôn. 402 400.000 tiền nhà. 403 nhài ha. Này hai cái này liền á, tại em trồng hơi sâu nha chị. Liền dưới này nè, cái bệ nó liền. Nhà bông nè anh chị. Cái này thì nó nhỏ luôn ha. Cái này nó ra bông thường xuyên, do đó anh chị nhớ tưới Atonic thường xuyên cho nó nha anh chị. Tuần ít nhất lần ha. Chỉ có 6 thôi ha, cỡi cây giết lông thôi nha anh chị. Chiều cao nó là 19. Rồi này hữu nghị 250 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Về chồng mình lấy bông thơm thôi. Rồi mã này là mã 404. 404. Rồi em đo dưới này. 11. Chiều cao 20. Rồi cái này 300.000, bao ship luôn. Đây cái này nó có cái sẹo chỗ này nha anh chị. Nhài lâu lớn lắm nha anh chị. Lâu lớn, nhài ấp trà lâu lớn. 405. 405. Hoành nó là 10. Chiều cao nó là 17. Ở đây nó cũng có cái đường sẹo lên nè. Rồi cái này 300.000 thôi, 405. 405. Nhà ép trà ha. Rồi tới cây hoàng dương nha anh chị. Hoàng dương. Này có vô dây cho mình nữa chưa? Vô dây là anh chị muốn về mình bẻ tạo dáng sao mình tạo ha. À, đế cây nào cũng đẹp đẹp chứ nha anh chị. Cái này thường chậu rồi, dễ sống lắm nha anh chị. Em đo sát cái gốc này ha. Tại dạng cái thân nó cũng cỡ ngón cái thôi. Đó, này 6,5 thôi. Chiều cao nó là 16, tàn 23. Mã số. Rồi mã số 406 là cây hoàng dương. Rồi 200.000 thôi chị, để rẻ luôn, bao ship luôn. Bao ship luôn ha. Này còn mấy cây để rẻ chị chơi. Mã số 407. 407. Anh chị đế nè. Cây nào đế cũng đẹp chứ nghe chị. Giá rất là mềm luôn. Nó sát dưới là 9. Chiều cao 17. Tàn là 25. Rồi 200.000 thôi chị, bao ship luôn. Mã 407. Hoàng dương luôn, 408. Thân nó 6 thôi. Chiều cao 15. Tàn 22. Rồi cũng 200.000 bao ship. Thân nó cỡ là cái chiếc lông ngón cái thôi nha anh chị. Không to ha. Để em quay gần thì anh chị nhìn thấy nó to chứ mấy cái này dạng mini nha anh chị. Để rất là đẹp ha. Này thì 5,5 thôi.
chiều cao 18. Rồi cũng 200 ngàn thôi chị. Rồi mã 409. Này là 409. Hoàng Dương 410. Cục cây Hoàng Dương ha. Bệ này, quá bệ luôn. Này nhỏ rồi. Này có 5,5 thôi. Có 5,5 thôi. Chiều cao 15. Tàn nó 21. Rồi cũng 200 ngàn chị. 410. Bao ship tặng nhà. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký, em bao ship tặng nhà cho mình luôn đó, từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây đó, cây mềm dẻo luôn, từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây đó, toàn bộ của nó ha. Mấy cưa, hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra, bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000, 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn thì cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. Cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình thoa keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. Keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nghe cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nghe cô chú anh chị. Này rất là dày nghe cô chú anh chị. Nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú chưa xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình á. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về, hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả lại hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật, đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi.
ha, 8 cây với 1 cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng loại này đây em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó. Hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén. Em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha cô chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó. Cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mít nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại. Cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha. Cặp xéo, cặp tròn. Đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan, Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè cô chú anh chị. Đó, mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nè cô chú anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây. Thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào